Thưa các quý vị, ngày đầu xuân, theo phong tục Việt Nam từ ngàn đời, người ta thường đi đến thăm nhà nhau và chúc Tết. Phong tục ấy còn mãi mãi, không chỉ còn ở trong nước mà còn tồn tại cả với người Việt Nam ở nước ngoài. Tết Giáp Ngọ năm nay, mùng 1 lại đúng vào ngày thứ 6, nên mọi công việc của người Việt Nam vẫn chạy theo guồng máy của nước Đức. Vì thế, ngày mùng 2, mùng 3 lại là những ngày thuận lợi nhất cho bà con ta du xuân, mặc dù thời tiết ở châu Âu còn rất lạnh. Trong những ngày đó, chúng tôi có đến thăm một gia đình người Việt Nam quê ở Thanh Hóa. Đó là gia đình anh chị Lâm Nga, có nhà riêng ở quận Lichtenberg, Berlin. Đây là một gia đình rất hạnh phúc, anh chị có nhà riêng biệt thự vườn. Khi chúng tôi đến, trời đã tối nên không ghi lại được hình ảnh bên ngoài, nhưng chỉ có ngắm hoa ở trong vườn nhà kính, nơi mà anh chị tổ chức bữa tiệc liên hoan mời khách đầu năm Xuân Giáp Ngọ đã thấy tuyệt vời. Bởi trong tiết trời giá lạnh mà hoa vẫn nở, trái vẫn đậu quả chịu cảnh. Đặc biệt nhà anh có cây ớt chỉ thiên, quả chín rất đẹp, tất cả đều chỉ thiên lên trời. Qua câu chuyện anh chị kể cho chúng tôi nghe, thì năm 1987, chị Nga đi hợp tác lao động, và năm 1998, chị đón anh và con gái sang đoàn tụ gia đình. 10 năm biết bao cái trở, nhưng khi đoàn tụ được gia đình thì cuộc sống trở nên ổn định và vô cùng hạnh phúc. Đúng như các cụ nói, có vợ có chồng tát bể đông cũng cạn. Anh chị đã có nhà riêng, con gái tốt nghiệp đại học và đã xây dựng gia đình. Thưa các quý vị, khách đến sông nhà anh chị Lâm Nga khá đông. Chúng tôi lại được gặp anh Lê Xuân Đính, anh Doãn Quốc Hoàn, anh Lê Xuân Cương và anh Thiều Sĩ Hưng. Hầu hết các anh đều là những người khởi đầu xây dựng ban chấp hành Hội Đồng Hương Thanh Hóa. Sau một vài khóa, các anh lui về phía sau làm cố vấn và ủng hộ hết sức nhiệt tình. Sự nhiệt tình của các anh đã làm cho người Đồng Hương Thanh Hóa vốn đã đoàn kết lại càng đoàn kết hơn. Trong số 27 thành viên của ban chấp hành Hội Đồng Hương Thanh Hóa nhiệm kỳ 3, hôm nay chúng tôi gặp anh Lê Trung Khoa, chủ tịch, anh Hà Nam Trung, phó chủ tịch hội, và anh Lê Đình Bính, chị Lê Thị Lý, anh Bùi Văn An, anh Lê Thọ Hạc, chị Trần Thị Hoài Thanh, vân vân. Nhìn các anh các chị, chúng tôi trộm nghĩ rằng có lẽ Hội Đồng Hương Thanh Hóa đã thấu câu không có thực khó vực được đạo, nên hầu hết ban chấp hành hiện tại các anh chị còn rất trẻ và là danh nghiệp rất thành đạt, có tiềm lực để gánh vác được công việc xã hội mà người ta hay nói là vác tù và hàn tổng. Trong ngày đầu năm, anh Đinh Viết Lâm, chủ nhà, đã có lời mời khách nâng cốc chúc mừng năm mới. Chúc một năm dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Cũng trong ngày đầu xuân, chúng tôi thử tìm hậu duệ của con cháu dòng họ Lê và kết quả thật là không ngờ. Xin lỗi là tôi là nhà báo đi khắp nơi, đi rất nhiều, nhưng tôi chưa thấy đâu, chưa thấy ở một chỗ nào mà có nhiều họ Lê mà nhiều đến như vậy.
Xin cảm ơn các bạn. Người ta nói Thanh Hóa là đất của các triều vua. Nếu tính từ năm 248 khi bà Triệu Thị Trinh phất cờ đánh quân Ngô ở núi Nưa, Triệu Sơn, Thanh Hóa, qua các đời Đinh Lê, Trần, Hậu Lê, Tiền Lê, Chúa Trịnh, Chúa Nguyễn và cuối cùng là vua Bảo Đại thoái vị năm 1945, thì vào khoảng 1.000 năm với gần 100 vị vua và chúa là quê ở Thanh Hóa ngự trị triều đình và cai trị đất nước. Cũng có lẽ vì thế mà hôm nay tại đây con cháu dòng họ Lê, Lê Thái Tổ rất đông vui và làm ăn rất thành đạt. Kính thưa các quý vị, nhân dịp đầu xuân năm mới, anh Lê Trung Khoa, giám đốc công ty Comd, tổng biên tập Thời Báo .d, đồng thời là tân chủ tịch Hội đồng Hương Thanh Hóa, đã có những lời chúc tốt đẹp nhất tới bà con đồng hương xứ Thanh. Các anh, các bác và các chị đã đưa Hội đồng Hương Thanh Hóa phát triển ở mức rất chắc chắn và có nhiều hội viên tham gia. Thế thì cái nhiệm kỳ thứ này thì chúng tôi là những người anh em sẽ tiếp nối, sẽ cố gắng tiếp bước các bác và đưa những cái truyền thống của bà con Thanh Hóa đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, tương trợ lẫn nhau tại nước ngoài để cùng hợp tác và có cuộc sống tốt đẹp.